chúng máy, chúng chúng em á, đừng có quăng cát chúng em á. Ơi. Gì con? Bến tàu đó là gì vậy? Bến tàu cánh ngầm. Bến tàu cánh ngầm như thế nào vậy? Hả? Bến tàu cánh ngầm như thế nào vậy? Bến tàu cánh ngầm cũ đó. Bến tàu cánh ngầm cũ đó, chỗ bãi trước á. Cái tàu mà mình đi á. Ờ. Bây giờ họ đậu bên đây rồi. Bắt đầu cái đằng này nè. Ha ha ha.
Ê, ướt máy ba, ướt máy hư. Đừng. Đào chi? Đào chi sâu dữ vậy? Đào gì nữa, về xuống tắm đi. Xuống tắm rồi đi lên về nè.
gọi đầu đi con, đi ra xa gọi đầu đi cho sạch sẽ đi. Hết thôi chứ sao giờ. Gì? Bà lên con quay nè. Thì đó thấy rồi, xong rồi. Chắc chú về rồi. Đã chưa con, về chưa? Về chưa? Về ha. Hả? Ừ. Cái bến tàu đó.
bến, cái bến đá là chỗ này nè, chỗ đó là bến đá đó. Bến đá hồi xưa mình đi tàu cánh ngầm rồi mình hay ghé chỗ đó. Còn bây giờ là cái bến tàu hai thân là ghé bên cái tàu Hòn Hòn Rù Rì bên đây nè. Này bên đây nè. Ủa cái gì vậy? Bơi cây, bơi cây. Rồi ra ngoài nữa cho nó sạch, cho sạch cát. Ra ngoài cho sạch cát. Đừng có dọc cát nữa. Chuẩn bị lên được rồi con. Đúng rồi.